Mình sẽ khứa cá cho nó dễ thấm gia vị. Kế tiếp thì mình sẽ để gia vị. Đây đường nè, phải đều ra cho hai cá, hạt nêm với bột ngọt. Đó, trộn đều lên cái đã. Đây, bỏ hành với tỏi vô được chứ Phương? Dạ được rồi đó. Rồi nè, đi đều. Rồi ok. Còn muối đem xong nè Phương. Rồi ông để nó đi. Kế tiếp thì mình sẽ để sa tế. Rồi các bạn coi nè, màu sa tế rất là đẹp luôn. Rồi cuối cùng thì mình sẽ để muối. Rồi bây giờ thì mình sẽ để trong vòng 15 phút cho nó thấm gia vị. Còn hai chị em mình lật ra đi chị. Còn mình thì đốt lửa lấy hang nướng cá nha bạn. Bỏ củi vô bạn ơi. Ở ngoài này tại gió nhiều quá trời luôn rồi, bởi vậy nhúng lửa hơi khó. Thời gian để cá chín thì mình sẽ làm nước mắm nha. Đây, đầu tiên thì mình sẽ nặn chanh vào. Đó. Kế tiếp thì mình sẽ để nước. Rồi, để nước mắm vào nữa.
Rồi, để ớt tỏi vào. Rồi, quậy đều lên. Đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong tô nước mắm rồi nha các bạn. Trong thời gian nướng cá, bọn mình rảnh mình sẽ thả diều nha. Ở ngoài này nhiều gió nè, thả diều hơi bị ok luôn đó. Coi diều của anh nè chi. Ok. Hết gió rồi. Rồi lên đó các bạn ơi. Sát dưa leo nữa là xong đó Phương. Đúng rồi, sát dưa leo nữa là mình được ăn rồi đó. Đã chín rồi đó mấy đứa ơi. Rồi, bây giờ mình gấp ra đi chị Thảo. Ok. Rồi, rồi gấp ra dạo. Ừ. Rồi, đưa mâm đây, đồ xuống. Chị gấp ăn sao đi, em cảm ơn trước nè. Rồi, để xuống. Rồi, đặt xuống. Rồi không. Mày làm gì tới trễ như Thành? Không, tao đi học rồi kia đi luôn nè. Rồi vô đây nè. Nãy giờ chị với mấy đứa đợi cưng nè, cá nước xong rồi nè, vô ăn rồi Thành. Rồi không phải. Rồi sợ cái đi không? Cái liền luôn á. Sợ cái đi. Bảo hôm nay làm món gì vậy? Ngày làm cá nước. Nước. Bị ngon nha mày. Ngon quá. Đó, chị ngon. Rồi, rồi, đây nè Thanh. Rồi mở với bạn cái nè Phương. Dạ. Đây nè các bạn, quá trời hấp dẫn luôn rồi. Rồi ngon quá à. Cá ngon quá chị Thảo. Ừ. Đây nè, thơm quá trời luôn á. Đó. Wow. Quá trời hấp dẫn luôn rồi. Bốc khói luôn á. Rồi trang trí nè. Cái món cá nướng này ngon nha Phương. Dạ. Rồi chú Chí nhìn lại lên đi. Trời. Sao? Nè. Hôm nay mấy anh chị em của mình ra nhà trên đảo để mà làm ẩm thực này nha các bạn. Đó chính là cá nướng muối ớt. Quá chừng hấp dẫn luôn rồi. Rất là sặc sỡ luôn đó nha. Wow, hấp dẫn quá các bạn ơi. Mời tất cả các anh chị cùng ăn, mời tất cả anh chị cùng thưởng hết. Rồi, bún mắm này đi chi. Rồi đây, đổ nè. Ừ. Mình sẽ để rau thơm nè, xà lách với dưa leo lên nha. Rồi, được rồi. Tiếp theo là để cá lên. Rồi, cá ngon quá à. Xong. Cuốn lại. Bỏ chưa leo, mình sẽ bỏ leo vô. Để hình nhiều bún đây các bạn. Cái nước người ta bán. Còn tiếp theo mình sẽ để dưa leo. 1, 2, 3. Cá bỏ vô. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Để cuốn lại hồi hết. Cái cuốn nó quá trời bự luôn rồi. Vậy nè. Mời các bạn nha. Quá trời ngon các bạn ơi. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Mời các bạn thưởng thức cho mình nha. Cá mình nhớ các bạn. Rất là ngọt thịt luôn.
với lại mình ngắm mình ướp sa tế gia vị á, ăn rất là đậm đà luôn á, cắm những cái món mình làm nữa là hết sảy luôn á, quá tuyệt vời. Tiểu Phương làm món này quá ngon luôn bạn ơi, món luôn ngon khỏi cần bàn cãi luôn các bạn. Món của Tiểu Phương làm ngon lắm nha các bạn. Ăn ở ngoài này bà vừa ngắm cảnh đảo quá Phương ơi. Dạ đúng rồi, với lại hát nữa. Đúng rồi. Bánh nhà mình à, ăn cái này cũng như bún như là bánh tráng là no luôn á, khỏi ăn cơm. Tưởng gì hãy để lại bình luận nha. Còn bây giờ thì bye bye, bye.